Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ở những phút sắp tới đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, mới đây tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đã chính thức tiến vào Biển Đông và tới đất nước Singapore bất chấp những cảnh báo từ phía Trung Quốc. Động thái này của London có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh trên Biển Đông vẫn tiếp tục có những tranh chấp ngày càng gia tăng về chủ quyền biển đảo? Liệu đây có phải là một hành động nhằm thách thức đối với Trung Quốc trước những bành trướng yêu sách vô lý của quốc gia này? Với sức mạnh được đánh giá là siêu khủng của đội tác chiến tàu sân bay Anh, liệu Trung Quốc có sợ hãi Việt Nam ta, một trong những quốc gia đối đầu trực tiếp trong những tranh chấp trên Biển Đông, sẽ được hưởng lợi gì từ hành động này? Chúng ta sẽ cùng khám phá trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, kể từ đầu năm 2021, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã chính thức rời cảng Portsmouth để đến châu Á, bắt đầu hành trình vượt qua quãng đường hơn 40.000 km với lịch trình thăm 40 quốc gia và góp mặt vào hơn 70 hoạt động phối hợp trên biển với nhiều nước khác nhau, dự kiến sẽ quay về nước vào cuối năm nay. Trung tâm của nhóm tác chiến này là tàu sân bay HMS Queen Elizabeth lớn và hiện đại bậc nhất của Anh. Theo cùng là đội tàu hộ tống bao gồm hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Type 23, hai tàu khu trục phòng không lớp Type 45, một tàu vận cỡ lớn và một tàu vận tải hạm đội. Hà Lan cũng đã góp lực lượng cho nhóm tác chiến trên với tàu hộ vệ phòng không, trong khi đó Hoa Kỳ có sự góp mặt của tàu khu trục USS Theodore Roosevelt và một phi hành đoàn tiêm kích thủy quân lục chiến số 211. Bộ Quốc phòng Anh chia sẻ với báo chí rằng nhóm tàu sân bay này tập hợp lực lượng trên biển và trên không lớn nhất từ trước đến nay từng được triển khai. Cũng chính vì vậy, hải trình lần này được đánh giá là đợt hiện diện lớn nhất của Hải quân Anh trong thời bình suốt 25 năm qua, như một bước để đánh dấu sự quay trở lại. London tuyên bố rằng nhóm tàu sân bay sẽ tiến sâu vào Biển Đông để tham gia vào các chiến dịch tự do hàng hải, tuy nhiên sẽ không đi qua eo biển Đài Loan. Bất chấp việc Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền gần như tại toàn bộ vùng biển này, đội tàu vẫn tiếp tục hành trình đã được đưa ra. Điều này khiến Trung Quốc vô cùng phẫn nộ, bên cạnh đó cũng có những sự dè chừng nhất định. Trung Quốc ra sức phản đối sự hiện diện bất kỳ một lực lượng hải quân châu Âu nào trong vùng biển có yêu sách chủ quyền của họ. Vì thế, khi nhận được thông tin, họ đã liên tục đưa ra những cảnh báo cho đội tác chiến tàu sân bay Anh rằng họ không được tiến hành bất cứ hành động nào không thích hợp. Bắc Kinh còn tuyên bố sẽ theo dõi chi tiết hoạt động của nhóm tàu chiến Anh và coi đây như một cơ hội để nghiên cứu, tập dượt và có được cái nhìn cận cảnh về một trong những chiến hạm hiện đại bậc nhất của London. Bên cạnh đó, quốc gia này còn cáo buộc Anh vẫn tiếp tục sống trong thời kỳ thực dân, hồi tưởng lại những ngày tháng huy hoàng của đế quốc Anh, sau đó là động thái tập trận ở vùng biển ngoài khơi phía đông nam tỉnh Quảng Đông. Cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc CCP, tờ báo Diều Hâu Hoàn Cầu còn mạnh miệng tuyên bố, lực lượng hải quân thuộc Quân đội Giải phóng Trung Quốc đang trong trạng thái cao độ và sẵn sàng tác chiến. Điều đó khẳng định rằng Trung Quốc đã sẵn sàng cho những cuộc tranh chấp đối đầu. Trong ấn bản hôm trước, Hoàn Cầu Thời báo cũng đề cập đến sự kiện nói trên và cảnh báo việc điều tàu chiến vào bên trong khu vực 12 hải lý chủ quyền của Trung Quốc chính là sự thách thức trực tiếp và lợi ích cốt lõi của quốc gia này tại Biển Đông. Bên cạnh đó còn nhấn mạnh, đó là một sai lầm của London. Một số chuyên gia thuộc Đại học Bắc Kinh cũng tham gia bình luận vấn đề này trên Thời báo Hoàn Cầu. Họ cho rằng Anh đã bị Mỹ xúi giục. Từ trước đến nay, Anh vẫn luôn tập trung từ chối khéo việc theo Mỹ đối đầu với Trung Quốc hay có những hành động trực tiếp khiêu khích Trung Quốc như vậy. Do vậy, Trung Quốc chờ đợi Hải quân Anh, hy vọng Hải quân nước này sẽ thận trọng, không nghe theo xúi giục và từ bỏ ý định tiến sâu vào vùng biển có yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thế nhưng đó chỉ là những thông báo trên truyền thông. Thực chất, hành động này của tàu chiến Anh có phần khiến cho Bắc Kinh dè chừng. Không dè chừng sao được khi nhóm tác chiến quy tụ những lực lượng trang bị vũ khí hiện đại bậc nhất. Chưa kể đó không chỉ bao gồm tàu chiến của Anh mà nó còn có sự góp mặt của nhiều quốc gia khác nữa. Nếu Trung Quốc có hành động gây hấn, chẳng khác nào động phải tổ kiến lửa. Các cụ ta đã có câu, hai đánh một không chột thì què, một mình sao có thể đấu chọi chiến đấu với vài quốc gia cùng một lúc phải không ạ? Nhất là trong bối cảnh khi quan hệ Mỹ-Trung đang ngày càng xuống cấp trầm trọng.
Trung Quốc càng cần hơn những đồng minh nghiêng về phía mình ủng hộ họ trong những bước đi tiến tới ngôi vị bá chủ thế giới, thế nên gây hấn lúc này là điều không nên làm. Thế nhưng động thái này liệu có phải do Mỹ xúi giục hay Hoàng gia Anh tự ý thực hiện là có chủ đích? Thực tế, phải khẳng định rằng việc triển khai nhóm tàu tác chiến tại Địa Trung Hải, vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương di chuyển đến nhiều khu vực là có chủ đích, những hàm ý chiến lược nhất định của Anh, đặc biệt là đối với quốc gia Trung Quốc. Thứ nhất, đây là cơ hội lớn để Anh thể hiện sức mạnh hải quân của mình song song với nhiệm vụ kiểm tra tàu sân bay mới hiện đại bậc nhất HMS Queen Elizabeth, minh chứng cho sự khôi phục của Hải quân Hoàng gia Anh, lực lượng hải quân hàng đầu châu Âu, chính thức chấm dứt kỷ nguyên thù mình. Đồng thời, giai đoạn hiện nay chính là thời điểm mà Anh quốc bắt đầu công cuộc tái xây dựng lại vị thế chiến lược của mình trên bình diện toàn cầu. Đây tuy chỉ là một việc làm đơn giản, nhưng lại có tính hoàn thiện cao trong chiến lược của Anh quốc thời kỳ hậu Brexit. Bởi lẽ, những can dự của Anh tại châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Cực, Trung Đông, quanh phía Canada đều đã thường xuyên rồi. Riêng khu vực Đông Nam Á, phía Tây Thái Bình Dương, Đông Bắc Á là những khu vực mà Anh chưa có nhiều hoạt động trong khoảng 12 năm trở lại đây. Thứ hai, nó còn nhằm thể hiện rõ cam kết làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác về quân sự của Anh với những đối thủ của Trung Quốc như Ấn Độ, Mỹ, Úc và Nhật Bản. Mặt khác, Anh còn muốn nâng cao khả năng tác chiến liên hợp cũng như ngoại giao về quốc phòng với các quốc gia đồng minh và đối tác chiến lược tại các khu vực thiết yếu trên toàn thế giới. Mục đích cuối cùng không gì khác, động thái này chính là một tín hiệu răn đe không chỉ từ Anh mà còn từ chính cường quốc Hoa Kỳ, thách thức tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng cũng như độc chiếm khu vực của quốc gia Trung Quốc. Hai cường quốc hải quân hàng đầu thế giới như muốn khẳng định rằng họ sẽ chống lại những mưu đồ nhằm thực thi yêu sách chủ quyền vô lý đến từ Trung Quốc. Như các bạn cũng đã biết, Biển Đông là một trong những tuyến đường thủy chiến lược có đến 1/3 lưu lượng vận tải biển trên toàn thế giới cần đi qua khu vực này. Trong khi đó, Bắc Kinh lộng hành tuyên bố yêu sách chủ quyền trái phép gần như trên khắp cả Biển Đông. Chính quyền nước này đã và đang thực hiện trái phép rất nhiều hoạt động như xâm nhập địa phận và đánh chìm tàu nước ngoài, sử dụng tàu cá để làm lực lượng dân quân biển ở Biển Đông, xây dựng nhiều đảng nhân tạo mới, bỏ ngoài tai những phán quyết của Tòa án Quốc tế năm 2016. Bắc Kinh vẫn tiếp tục rêu rao, khẳng định chủ quyền đối với phần lớn lãnh hải thuộc vùng biển tranh chấp, liên tục cho xây dựng các bãi đá, những đường băng nhân tạo. Đây được cho là những hành động nhằm thúc đẩy tham vọng của Trung Quốc biến Biển Đông thành một bàn đạp để cạnh tranh quyền lực, tầm ảnh hưởng với Hoa Kỳ và không loại trừ cả sự cạnh tranh với phương Tây. Chính những hành động này đã khiến nhiều quốc gia nóng mắt. Trung Quốc vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ không chỉ các nước trong khu vực mà cả các quốc gia phương Tây khác. Với những hành động ngang ngược của mình, việc Hải quân Hoàng gia Anh và Mỹ tăng cường triển khai lực lượng tại Biển Đông là một động thái hoàn toàn hợp lý. Nó sẽ khiến Trung Quốc khó khăn hơn trong mưu đồ bành trướng, thống trị các vùng biển cận kề cũng như nhăm nhe dọa nạt các quốc gia nhỏ hơn. Đó là những chủ đích của Hoàng gia Anh cũng như cường quốc hàng đầu thế giới hiện nay Hoa Kỳ. Còn Việt Nam chúng ta liệu có được hưởng lợi gì từ động thái trên? Rất có thể đây là một tín hiệu đáng mừng cho mối quan hệ đối tác Anh quốc Việt Nam, một bước đệm để tăng cường mối quan hệ hợp tác, tới quan hệ cấp đối tác chiến lược, tiến tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tính tới thời điểm này, Việt Nam đã có quan hệ ở mức này với hai quốc gia là Nga và Trung Quốc. Nói như vậy để có thể thấy, không hề có sự ngăn cản nào để hạn chế khả năng Việt Nam nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia khác ngoài hai nước kia. Mà ví dụ cụ thể và xác thực nhất hiện tại có thể là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Anh quốc. Sự hợp tác này chắc chắn sẽ đem đến cho Việt Nam nhiều cơ hội hơn về nhiều mặt, từ kinh tế cho đến sức mạnh quốc phòng. Trong bối cảnh hiện tại, trước sự nhăm nhe vùng lãnh hải của Trung Quốc, gia tăng tiềm lực hải quân là một điều thiết yếu của Việt Nam. Trong khi đó, Hải quân Hoàng gia Anh được đánh giá là một trong những lực lượng hải quân hàng đầu thế giới, được trang bị vũ khí hiện đại bậc nhất. Sự hỗ trợ của quốc gia này chắc chắn sẽ có những đóng góp đáng kể trong việc nâng cao năng lực hải quân nước ta, cả về mặt nhân sự lẫn trang bị. Bên cạnh đó, thẳng thắn mà nói, Biển Đông là một địa bàn vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc bởi đó là con đường duy nhất để quốc gia này vươn ra biển, vươn lên tranh giành vị trí số 1, khẳng định tầm ảnh hưởng trong khu vực nói riêng cũng như trên toàn thế giới nói chung.
Vậy nên bằng bất cứ giá nào, Trung Quốc cũng sẽ làm để chiếm đoạt bằng được. Trong tình hình đó, ngoài việc tự bảo vệ các chủ quyền hợp pháp của mình tại vùng biển, khu vực, hành động nhóm tàu tác chiến Anh Quốc đi vào Biển Đông được cho như sự đồng tình giúp đỡ Việt Nam trước sự bành trướng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Sự đồng tình giúp đỡ của các nước bạn chắc chắn là sự cần thiết đặc biệt quan trọng trong nỗ lực đấu tranh ngăn cản, bảo vệ các quyền chủ quyền và các quyền hợp pháp khác của Việt Nam chúng ta trên Biển Đông. Các bạn thân mến, qua video vừa rồi chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu hơn về động thái nhóm tác chiến tàu sân bay Anh đi qua Biển Đông rồi phải không ạ? Các bạn có đồng tình với quan điểm của chúng mình đưa ra không? Comment chia sẻ ngay dưới video này nhé. Đồng thời ủng hộ kênh Tin Mới bằng cách nhấn like, share, subscribe nha. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.